Xin chào tất cả các bạn. Tôi hôm nay đến với cái buổi nói chuyện hôm nay để chia sẻ những cái trải nghiệm của tôi đã cố gắng vượt qua trong khoảng thời gian khoảng gần 20 năm trở lại đây. Thì từ khi bắt đầu học nghệ thuật đến khi mà hiện tại đang là giảng viên của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Và trong suốt quá trình đó thì tôi đã cố gắng mà thay đổi những cái định kiến ngay trong chính cái ngành mỹ thuật của chúng tôi cũng như là trong xã hội. Thì với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi muốn có hơi nhiều cái visual một chút, tôi hy vọng các bạn sẽ thích là những cái có ba cái chủ đề chính để nói về cái công việc của mình. Thứ nhất là cái thường thì mọi người có thể nhìn thấy gần đây có thể thấy những cái khái niệm như là nghệ thuật đương đại hoặc là đa phương tiện mà cũng vào Việt Nam khoảng hơn 20 năm gần đây, nhưng mà thực ra nó cũng hầu như là sẽ chưa có một cái vị trí được chú ý đúng nghĩa. Nó có thể là một cái bộ môn nghệ thuật độc lập, hay là nó có thể có một vị trí mà ngang hàng với tất cả những thực hành nghệ thuật khác không? Thì hiện tại thì có thể nói là hiện tại nó chưa có một vị trí xứng đáng, và nó vẫn chỉ coi như là những thứ nghệ thuật tài liệu, hoặc là chưa có một cái tiếng nói rõ ràng. Thì trong quá trình khoảng hơn một chục năm trở lại đây với những thực hành của tôi, thì tôi đã cố gắng thay đổi dần những cái định kiến đó. Thế thì bằng những một loạt những cái dự án mà tôi đã thực hiện, thì trước hết là với những cái tác phẩm bản thân tôi là họa sĩ, đây hiện tại đang giảng dạy ở trong trường mỹ thuật, chính về cái tranh mỹ thuật, về tranh lụa truyền thống. Còn đây là những cái bức tranh mà tôi đã vẽ trong vòng hơn chục năm nay. Đó là những bộ tác phẩm mà nghiên cứu về cái sự biến đổi của những cái đô thị, những cái mặt tiền của cái ngôi nhà hình ống trong cái thời gian mà biến đổi và đô thị hóa rất là nhanh, khi mà những cái tấm bản dưới được phủ kín. Và đây là những cái câu chuyện, đây là những cái hình ảnh trong những cái triển lãm. Và thì những cái tác phẩm như này nó là cái tiền đề để mà bước tới, tôi muốn nới rộng cái khoảng cách của những cái thực hành nghệ thuật, liệu có thể chỉ dừng lại ở những cái truyền thống như là tranh lụa, tranh sơn mài hay là tranh sơn dầu hay không, hoặc là điêu khắc, thế liệu nó có thể mở rộng sang những loại hình đa phương tiện hay không. Và đây là những cái bước tiếp theo khi mà tôi biến cái bức ảnh nó không đơn thuần chỉ là một cái phương tiện như chúng ta thường để ý là trở thành chụp ảnh phong cảnh đơn thuần, hoặc là chụp những cái ảnh thời trang. Thì hiện tại nó có ở trên thế giới có hẳn những dòng nghệ thuật gọi là những ảnh nghệ thuật. Những bản nghệ thuật ở Việt Nam thì cơ bản nó chưa được hiểu đúng nghĩa, thì tôi đã cố gắng. Chúng tôi thì sau đó là có một thời gian thì tôi đã sang học thạc sĩ về những bản nghệ thuật Bắc Kinh, và suốt trong một quá trình khoảng hơn 10 năm nay tôi đã cố gắng thực hành những cái dự án nghệ thuật về lấy lại để đưa những cái nghệ thuật nhiếp ảnh nó có một vị trí xứng đáng hơn ở trong những cái hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Đây là những cái chuỗi của tác phẩm mà tôi làm một cái khảo sát nghiên cứu về cái sự biến đổi cảnh quan của đô thị, đặc biệt là của những nhà hình ống ở Việt Nam qua 100 năm. Nhưng cái dự án này thì có cái tên là dự án nhà mặt phố. Thì tôi nhận thấy những cái ngôi nhà cổ và những cái sự thay đổi của đô thị diễn ra rất là nhanh chóng, thay thế bởi những cái ngôi nhà mới, những ngôi nhà hình ống cũ với những cái sân hoàn toàn bị biến mất đi và thay thế dần những hình ảnh như thế này. Đây là những cái câu chuyện mà hầu như những cái thành phố lớn đều trải qua, đặc biệt là Hà Nội, Sài Gòn, toàn bộ những cái ban công và những cánh ô cửa sổ biến mất đi và thay dần bằng những cái con mắt nhân tạo ở trên những cái tấm biển quảng cáo, không còn những cái ban công nữa, không còn những ô cửa sổ, mà tất cả sẽ là một cái bộ phim màu đen. Và ban ngày cũng vậy, đến ban đêm thì lại là những cái chuỗi những nhà hàng và quán xá karaoke. Đây là những hình ảnh mà tôi chụp ở những cái nơi và không muốn dừng lại ở cái việc mà nhiếp ảnh ở trong hai chiều như vậy, thì tôi đã cố gắng
nới rộng khoảng cách và đưa kết hợp nhiếp ảnh với cả điêu khắc. Thì đây có thể thấy đây là khái niệm ảnh phù điêu đã đưa để có thể biến những cái ảnh phẳng trở thành những cái ảnh 3D. Đây là những cái ảnh trong sửa khi mà tôi đến này. Và sau đó chúng tôi đã có một triển lãm ở nhà văn phố ở Việt Cớt để kết thúc một quá nghiên cứu trong vòng mấy năm của tôi. Thứ nhất là về chất liệu, thứ hai là về kỹ thuật, đồng thời cũng là một cái quá trình nghiên cứu về đô thị. Cái triển lãm này cũng đã trở thành một cái dấu ấn mới về cái nghệ thuật nhiếp ảnh và đa phương tiện ở Việt Nam trong thời kỳ đó, cách đây khoảng năm 2001-2002. Và sau đó thì tôi làm tiếp tục những cái sự nghiên cứu này ở những cái thành phố khác, ví dụ như Sài Gòn, và tiếp tục thành những cái triển lãm tiếp theo ở trong Sài Gòn. Sau đó thì tôi còn tiếp tục mở rộng những câu chuyện hơn khi mà nghiên cứu không chỉ những nhà hình ống mà nghiên cứu cả những ngôi nhà Pháp, biệt thự Pháp thì biến hình. Thế đây là những câu chuyện của những ngôi nhà biệt thự Pháp, những cái tên ở trên trán nhà của những ngôi nhà Pháp đã dần dần bị thay thế bằng những cái tên kiểu thuê mới, ví dụ như là Just Like Jim hay là Mr. Clean hoặc là Pretty Boy. Tất cả những cái tên này có thể mọi người sẽ rất là dễ dàng bỏ qua, nhưng nó đã thể hiện một xã hội Việt Nam bây giờ đã thay đổi đi rất là nhiều. Cái sự toàn cầu hóa cũng như là cái sự kinh doanh, cái sự phát triển nở rộ kinh tế đã phá vỡ cấu trúc của đô thị như thế nào. Và đẩy rộng hơn quá trình đó thì tôi muốn đưa những tác phẩm của mình nó có những chiều kích lịch sử hơn, khi mà mổ xẻ nó biến thành những cái bản vẽ phát thảo với đồ họa, những cái bản vẽ kiến trúc giả tưởng như những ngôi nhà này, nếu mà nó không bị thay hồ thay hình đổi mặt thì nó sẽ trông sẽ làm sao, và đưa ra những cái phương án mà có thể tưởng tượng cho mọi người thấy lại là những cái họa tiết, những cái hoa văn ở trên đó như thế nào. Những cái ngôi nhà này thường có những lịch sử gắn rất là lâu đời ở Hà Nội, thường là vào thế kỷ 20, và trên đó mỗi một ngôi nhà là một câu chuyện, một thân phận. Và tôi đã đặt tên những cái bộ tên nhà này, cái bộ tác phẩm này là Nhà Tây Biến Hình. Và đây là những cái hình ảnh mà có thể thấy trong cái sửa làm việc của tôi khi mà sử dụng chính cái ngôn ngữ mà làm việc quảng cáo để biến trở thành một cái loại hình gọi là ảnh phù điêu. Và đã biến cái không gian triển lãm ở Manji, một cái không gian một cái nhà cổ, trở thành một cái phòng triển lãm để bày những cái ngôi nhà biệt thự của thời. Đây có thể mọi người có thể nhìn thấy những cái hình ảnh những cái ngôi nhà biệt thự mà nó đã bị biến dạng như thế nào, và cái quá trình để biến những cái ảnh từ 2D trở thành 3D làm sao. Và tiếp theo đó thì tôi đã mang những cái sự nghiên cứu này đẩy sâu hơn ở những cái chuỗi tác phẩm như là tác phẩm thay hình đổi mặt, thì nghiên cứu những cái lẫn nhà tập thể, và cũng là một cái ký ức một thời sau một thời ngoài ở trung tâm văn hóa Pháp, và có thể nhìn thấy cái chủ vọng bắt đầu xuất hiện rất là nhiều. Thông qua một cái triển lãm như này thì tôi cũng muốn mở rộng cái sự liên kết của một cái dự án nghệ thuật, nó không chỉ đơn thuần là mà nó không chỉ một cái dự án nghệ thuật, mà nó một cái dự án nghiên cứu xã hội học và kết nối tôi từ với cả những cộng đồng. Khi mà lần đầu tiên trưng bày những cái bức ảnh đen trắng trong những cái album gia đình chưa bao giờ công bố, với hình ảnh những khung tập thể trước đây, những khung tập thể trong ký ức những năm 70, 80, khi mà nó chỉ bị biến dạng khi mà còn rất là nhiều sân chơi và nó vẫn rất là thơ mộng. Tiếp theo những cái câu chuyện về những cái nhà thể thì tôi đã tiếp tục muốn đẩy sâu một cái thực hành này. Nhiếp ảnh mình nó không chỉ dừng lại ở trên tường, mà nó có thể trở thành những cái sức đặt nhiếp ảnh rất là lớn, phủ kín những khoảng không gian rất là lớn. Và tôi đã tiến hành nghiên cứu những dự án có thể là 8m2, khi biến toàn bộ cả cái dãy nhà trọ công nhân trong công nghiệp Liên Xuân ở trong Sài Gòn trở thành bằng nhiếp ảnh, và có thể bằng mô hình thì mọi người tham quan có thể vào sinh sống ở trong đó và trải nghiệm cái cảm giác của 8 người sống trong 8m2 thì như thế nào. Và đây là những câu chuyện mà tôi đã làm một cái dự án điều giá và nghiên cứu ở trong công nghiệp Liên Xuân, và có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mà sống rất là khổ sở của những con người, những người công dân, những người công nhân mà gần như là không có cái khả năng quay trở về quê, cũng không có thể khả năng tiến sâu nữa ở thành phố, mà bị mắc kẹt ở những cái ven đô thị như thế nào.
Và đây là những cái hình ảnh mà sau khi tôi nghiên cứu thì đã sử dụng những cái dữ liệu hình ảnh quét toàn bộ mặt tiền và cũng như là mặt trong của những ngôi nhà để biến thành thành những cái tác phẩm tỷ lệ 1:1, có trở thành một cái dãy nhà trọ như thế này, và nó biến thành một cái dãy nhà trọ với tổng cái diện tích khoảng 65 m², cao 3,5 m, và mọi người có thể chui vào trong và sinh sống như là một cái căn nhà trọ thực sự, và có cả tiếng động âm thanh đi theo. Và đấy là tôi muốn phá bỏ những cái định kiến về những bức ảnh. Thì đây là một cái bước tiếp theo nữa. Tiếp theo nữa là tôi muốn một cái câu hỏi là thành nghệ thuật phức tạp phương tiện liệu chỉ có dành cho những người chuyên nghiệp hay không? Thì khoảng 3-4 năm trở lại đây thì tôi đã bằng những cái thực hành của mình thì đã kết hợp với cả những tổ chức phi chính phủ và sự giúp cho những cái nhân vật, những cái nạn nhân yếu thế, những cái nhóm bị bạo lực tình dục hoặc là những nhóm bị bạo lực gia đình, và đặc biệt là những nhóm bị nhóm LGBT để sử dụng chính những hình thức photo boy cũng như là video art cũng như là các hình thức sắp đặt trong một thời gian rất ngắn, thường các bạn làm việc với tôi trong vòng khoảng 3-4 tháng, 2-3 tháng để ra những triển lãm như thế này, và đã bày tại những cái nơi như là viện Goethe, như là bảo tàng, là trường mỹ thuật. Và gần đây nhất thì bày những dự án chẳng hạn như là dự án phơi những vết thương ở miệng cho nhóm nạn nhân mà bị bạo lực tình dục. Những cái hoạt động như thế này thì đều có thể chứng tỏ rằng là những nghệ thuật đương đại và những cái thực hành về những nghệ thuật đa phương tiện hoàn toàn tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, và đấy là một cái năng lực của cái nghệ thuật đa phương tiện. Nó cho phép không bị rào cản, phải là những người mà học qua trường lớp hoặc là phải có một nền tảng đào tạo bởi rất là công phu, bởi những cách thức đào tạo trước kia với những cái phương tiện mới ngày hôm nay thì câu chuyện mới là quan trọng, câu chuyện của từng người để kể cho xã hội những câu chuyện mà không bị bỏ sót ở trong những góc khuất của xã hội khi được lên tiếng, thì nó chính là những cái để cái tự sự mà rất là quan trọng. Và tiếp theo nữa là có một câu hỏi mà tôi cũng muốn phải giải đáp, đó là thực hành cái thân đương đại thì liệu có thể mang ra được những nơi công cộng hay không, hay là chỉ có thể bày ở trong những cái nơi bảo tàng hay là những phòng triển lãm. Thì đây là những cái dự án mà tôi mang những cái tác phẩm của mình đưa ra công cộng, ví dụ như là dự án chợ những việc chợ. Cái dự án này là tôi cũng trong một cái dự án mà tôi đưa những người mà trong những cái tác phẩm của tôi, những người gồng gánh ở trên những đường phố của họ, một lần trong cuộc sống thì họ được bước ra khỏi đời thật, họ quay trở lại đường phố và họ được chở trên một cái xe thông minh và được di chuyển trong thành phố. Thì đây chính là những cái hình ảnh ở trong xưởng khi mà từ cái bản vẽ mà tôi đã thuê chính những cái người người thông minh và chở những cái vật liệu nghệ thuật cho tôi. Và lần này là anh ấy không phải chở một tác phẩm thông thường mà sẽ đi trên đường phố, có một chuyến đi nó rơi vào khoảng 2 tiếng. Và lần này thì mọi người đều có thể được thưởng thức nó, tất cả những mọi người đi trên đường phố bằng một cách vô tình hoặc là cố ý thì đều được xem cái tác phẩm nó được lưu diễn ở trên đường. Đây có thể nói là một cái thử nghiệm đầu tiên của tôi khi mà được nghệ thuật đương đại sang nơi công cộng, có thể coi nó chính là một dự án nghệ thuật công cộng public art. Và tiếp tục với cả những cái dự án như thế này thì tôi đầu năm ngoái thì tôi đã thực hiện cái dự án là giám tuyển cho cái dự án nghệ thuật trong một không gian tốt đẹp hơn ở phố Phùng Hưng, là nghệ thuật lần đầu tiên đưa khái niệm như nghệ thuật đương đại mang ra công chúng, và biến cái ký ức, biến cái vòm cầu mà dẫn lên cầu Long Biên trở thành một cái tấm phông lịch sử, và đó các nghệ sĩ cả Việt Nam và Hàn Quốc là sử dụng những cái kỹ năng của mình và bằng các chất liệu đa phương tiện để tương tác trực tiếp với cái lịch sử của chính cái vòm cầu này. Và tất cả các tác phẩm ở đây đều là tác phẩm đa phương tiện, không hẳn là minh họa như người trên phương tiện truyền thông vẫn hay quen gọi là minh họa, chỉ đơn thuần là vẽ, nhưng phần lớn các tác phẩm ở đây thì đều sử dụng từ các chất liệu đa phương tiện
cho đến nhiếp ảnh. Và đây có thể thấy là lần đầu tiên mà những tác phẩm gửi về nhiếp ảnh thì của tôi ở đây hoàn toàn là đã ăn nhập với cả cái không gian của những tượng đá trên tường. Và gần đây nhất tôi đã đưa cái không gian nghệ thuật đương đại vào trong nhà quốc hội, cũng là lần đầu tiên tháng 11 vừa rồi thì không gian nghệ thuật đương đại trong nhà quốc hội đã được khai trương và biến toàn bộ cái hình thành những cái tác phẩm trải dài hơn 1.500 m² đã bao phủ toàn bộ cái đường hầm của nhà quốc hội và tương tác với cả hai cái không gian bảo tàng là Thăng Long và bảo tàng Đại La ở dưới chân nhà quốc hội, và cái bảo tàng này sẽ mở cửa vào trong năm tới. Với cái bài nhận nói chuyện thì hy vọng mọi người có thể hình dung theo quá trình để nhận thức cũng như là thay đổi làm sao để mà mọi người có thể quen dần với cả những hình thức nghệ thuật mới, cũng như là xóa bỏ những cái định kiến về nghệ thuật trong xã hội hiện nay, để hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có một cái bảo tàng để đạt được lại sự đáng.